Trong dịp cao điểm cuối năm, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đang lên kế hoạch cấm xe taxi hoạt động ở 13 tuyến đường để giảm ùn tắc phục vụ thi công các dự án trọng điểm. Cụ thể, các tuyến cấm xe taxi hoạt động từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút và từ 16 đến 19 giờ gồm các tuyến đường Hoàng Hoa Thám, đoạn từ Ngọc Hà đến Mai Xuân Thưởng. Các tuyến đường cấm xe taxi hoạt động theo cả hai chiều từ 6 đến 9 giờ và 16 giờ 30 phút đến 19 giờ 30 phút gồm Giảng Võ, Láng Hạ, Lê Văn Lương, Trường Chinh, đoạn từ Vương Thừa Vũ đến Tôn Thất Tùng. Phố Khâm Thiên cấm taxi theo chiều từ Lê Duẩn đi Ô Chợ Dừa. Cầu Trương Dương cấm taxi theo chiều từ Nguyễn Văn Cừ sang Trần Nhật Duật trong thời gian từ 6 đến 9 giờ. Phố Hàng Bài cấm taxi theo chiều Trần Hưng Đạo đến Lý Thường Kiệt, thời gian từ 19 đến 24 giờ các ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật. Các đường phố cấm taxi 24 trên 24 giờ gồm phố Phủ Doãn cấm taxi theo chiều từ Tràng Thi đến Hàng Bông, cầu Giấy Xuân Thủy cấm taxi theo cả hai chiều. Đường Giải Phóng cổng vào bến xe phía Nam cấm taxi theo chiều từ đường Giải Phóng đi vào bến xe.